Xin kính chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị. Hôm nay em quay trở lại với cây Calia tú cầu đỏ, một trong những cây Calia mà được rất nhiều người nó là rất là thích luôn ấy, bởi vì nó có từ khá lâu và là một trong những cây dòng cát nó rất là đẹp, xiêng hoa. Hoa của nó thì tầm tháng mùa hè, từ tầm tháng 6 nở đến tầm tháng 2 năm sau, có nghĩa là nó nở chủ yếu vào mùa hạ thu đông. Dòng cát thì là một trong những dòng nở mùa hạ thu đông. Thì đây thì cây gọi là cây tú cầu đỏ. Thì cái cây tú cầu đỏ ấy thì khi mới nở thì nó thành màu rất là đậm, nhưng màu của nó thì nó là màu đỏ tươi, nở căng là màu đỏ rất tươi, rất là đẹp. Và nó là thuộc kiểu dạng như cây mini ấy. Nó là dòng hai lá. Dòng hai lá thì nó hoa nó nở nhiều lần, và cứ lớn là nó ra hoa, nó ra những cái mèo. Xong rồi từ những cái mèo thì nó sẽ ra những cái bông hoa, những cái mèo nhỏ như này. Thì em giới thiệu một chút về cái thân lá của nó. Thân lá của cái cây Calia tú cầu đỏ các bác nhé, đây đây nó là cái mầm nhỏ, cái mầm to nó to đây 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 trời đây. Đây các bác nhé, khi mới ra mầm nó rất là đen, là tím quên, nó rất tím các bác nhé. Đấy, mầm tím, và cái mầm của nó thì to khoảng 0,5 đến 1,5 cm, bởi vì cái mầm của nó thì nó thường đẻ từ hướng tơ ra. Đây là khi mới ra mầm nó như này, còn khi lên mầm dài rồi thì nó như này. Đây thành cái cây này, đấy, thân nó vẫn tím cao lên đây trên đây, cây này đây thân tím, lá tím. Xong rồi nó sẽ lớn lên, nó sẽ phát triển ra một cái mèo như này. Cái này người ta gọi là mèo, như gọi là cái búp hoa ấy. Búp hoa thì gọi là mèo, người chơi người ta hay gọi như vậy. Đấy, thì từ cái mèo này thì nó sẽ ra nụ. Nó sẽ ra nụ từ cái mèo này. Xong nó sẽ lớn lên và nó sẽ như cái này. À đây, nó sẽ như cái này. Đấy, như cái này. Xong nó sẽ ra nụ và ra hoa. Ra hoa nó nở, xong rồi thì nó sẽ màu nó sẽ đỏ lên như này. Một trong cái cát rất đẹp. Em nghĩ là nó rất là đáng sưu tầm. Xong màu cát bởi vì nó rất siêng hoa. Và một năm nó nở rất là nhiều lần. Không phải chỉ nở một lần mà nó nở nhiều lần. Khi các bác có một cái chậu khoảng tầm độ chục hướng tơ ấy, thì là nó ra khoảng 7-8 cần hoa. Rất là đẹp. Đây là màu khi mới nở, màu đậm. Thân lá của cái này màu tím. Đường kính thân của nó thì khoảng 5 đến 1,5 cm ở gốc, còn ở lên trên thân phình to của nó thì nó rất to đây các bác nhé. Thân trưởng thành của nó dài to khoảng 2 cm. Cây cao khoảng 30 đến 40 cm phụ thuộc vào vùng nuôi trồng. Nhiều nắng thì cây nó sẽ ngắn hơn và mập, còn ít nắng thì cây nó sẽ dài và nhỏ hơn. Đấy là thường quy trình của cây cát. Và nó cứ lớn, thường thì cứ lớn ra hoa như này. Cái dòng này là dòng 2 lá đến 3 lá, có thể là 4 lá. Có nghĩa là tối thiểu là 2 lá ấy. Ít khi nó có ra 1 lá lắm. Bởi vì dòng mini thì bao giờ nó cũng sẽ có khoảng 2 lá trở lên. Nhưng cái này thì nó mini, thân lá rất là to và rất là đẹp. Lá của nó thì nó to khoảng 7 đến 10 cm, và dài khoảng 15 đến 20 cm, phụ thuộc vào cái lá đó nó hấp thụ được nhiều nắng thì nó sẽ to ra, và ngắn ít nắng thì là nhỏ và dài. Thì đấy là cái quy trình của tất cả các loại hoa lan. Cứ nhiều nắng thì lá nó ngắn và nó cứng lá và nó to bản, kể cả loại lan nào thường thì là như vậy. Và cho ăn nhiều phân nó sẽ to, còn cho ăn ít thì nó nhỏ hơn. Bởi vì là hoa của nó là màu tím đỏ nên là nó cũng thân lá nó đều có sắc tố của màu tím và màu đỏ các bác nhé. Kể cả mèo của nó đây này. Kể cả mèo của nó. Đây là lá của nó. Lá này thì như cái này khoảng 17 cm.
cần hoa của nó thì thường một chùm của nó thì khoảng từ 10, tối đa là 10 bông. Có thể là sẽ hơn 10 bông. Phụ thuộc vào mình chăm là chủ yếu, nhưng ít nhất thì nó phải 3 đến 4 bông. Còn không thì nó sẽ nhiều hơn. Phụ thuộc vào là mình chăm sóc thì nó cây nó tốt, to khỏe thì cần hoa, nó chùm hoa nó lớn nên nhiều hoa. Bông hoa của nó thì to khoảng 5 đến 7 cm các bác nhá. Bông rất là to. Và cánh nó màu đỏ, tím đỏ. Thì về sau nó nở lên lâu thì nó sẽ thành như này. Nó vẫn là một cây nhá. Cánh rất là bóng, rất đẹp. Cái cây này thì nó là cây công nghiệp. Cattleya công nghiệp này nó không khó để mua hay là sưu tầm, nó có rất là nhiều. Thì các bác cứ lựa xem đâu nó có cây này thì sưu tầm mua, bởi vì nó cũng không phải là cây khó mua. Nó là cây dễ mua thôi. Cây dễ mua thì các bác sưu tầm ở đâu nó cứ có hoa vào cái dịp này. Từ bây giờ đến Tết, từ tháng 6 tháng 7 đến Tết thì cứ cây nào có hoa là các bác mua, nó chỉ 1-200 nghìn, 2-300 đến 500 nghìn một khóm, khoảng một hướng, khoảng 2 đến 3 thân 5 thân thì các bác sưu tầm. Để em giới thiệu sơ qua về cái cây Cattleya tú câu đỏ thì các bác cùng xem. Thì em cũng nói luôn về cách trồng của cái này. Thì cái cách trồng của nó ấy, thì nó cũng đơn giản, nó phụ thuộc vào là cách mình tưới. Riêng cát thì em cảm nhận là nó phụ thuộc cách tưới rất là nhiều. Bởi vì bản thân những cái bông hoa nó nở như thế này thì nó phải, cái thân nó phải rất là mập. Đây, thân to. Thân rất là to. Thân rất to. Nó mập. Nó mập thì là nó đủ nước và đủ phân ấy. Thì khi đó thì cái cây nó mập thì nó sẽ cho hoa to và sẽ được bền, bền màu. Cái cây Cattleya này thì giá thể trồng cho nó ấy, thì ví dụ như là trồng một bột dừa thì mình sẽ tưới ít hơn, làm sao để cho nó vừa đủ độ ẩm thôi các bác nhé. Còn khi trồng vòng vỏ thông thì mình sẽ tưới nhiều hơn. Đại loại là mình phải trồng một cái loại giá thể nào để cho nó thoát nước được, không nên để cho nó bị đọng nước, bởi vì đọng nước nó sẽ thối hết dễ. Thì như em hay trồng, mà cách tốt nhất mà em cảm nhận ấy, đó chính là vỏ thông hoặc là dớn cọng, hoặc là sơ dừa miếng ấy, sơ dừa mà người ta cắt cục một ấy, thì nó thoát nước rất là tốt. Nó là một trong những cái mà em cảm nhận rằng là nó là thoát nước tốt. Khi mà nó thoát nước tốt thì tưới nó vừa giữ ẩm vừa phải, mà nó thoát nước thì nó cũng sẽ rất là ok. Từ thân củ nó vừa đủ ẩm, nó không nhiều quá. Nó nhiều quá thì nó sẽ bị úng và nó sẽ bị hỏng. Và mưa nhiều thì sẽ nhìn chung rất là nguy hiểm. Dòng cát này rất hay bị hỏng dễ. Thế nên là mọi người lưu ý là cứ trồng bằng giá thể thoát nước tốt như dấn cọng, vỏ thông, hoặc là những cái cục sơ dừa miếng. Những cục sơ dừa miếng thì nó to hay nhỏ thì nó cũng lồng khổng, chứ không nên dùng là bột dừa. Bột dừa là nó dạng là bột rồi ấy, thì nó giữ ẩm rất là lớn. Mà khi mà giữ ẩm lớn ấy, thì các bác tưới thì mình lại phải điều độ, chứ nếu như mà mình tưới nhiều ấy, thì nó sẽ ẩm quá và nó sẽ không thể phát triển ở bộ rễ. Bởi vì cây nó ẩm quá rồi thì nó sẽ ra rễ rất là ít. Còn cây nó khô thì nó sẽ ra rễ nhiều. Khi mà nó ra rễ nhiều ấy, thì là các bác cây nó khỏe, ra rễ nhiều thì các bác chăm nó cũng dễ, các bác bón phân thì nó hấp thụ nhiều hơn, bón phân ở gốc ấy. Bởi vì những cái cây mà trồng vào chậu như này, em rất là hay bón phân vào gốc để cho nó phân tan chậm ấy. Thì nó rơi khoảng tầm độ có loại 6 tháng, có loại 1 năm thì các bác đỡ phải bón phân bón lá, bởi vì cây này nó ăn chủ yếu là bộ rễ, nó ăn rất là nhiều. Còn khi mà cái cây mà mới trồng lại ấy, bộ rễ nó còn kém ấy, thì mình mới trồng loại giá thể, loại phân bón lá cho nó ăn qua lá để nó phát triển, để nó ra bộ rễ. Bộ rễ khỏe thì mình cho ăn phân tan chậm. Đấy là quy trình của nó. Có nghĩa là cứ ra rễ thì là các bác cho phân tan chậm. Thì các bác không cần phải là cho nó ăn phân bón lá nữa. Thì cái việc mình chăm nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Nó không mất quá nhiều thời gian khi mà cứ phải một tuần hay 10 ngày. Hoặc là mình tranh thủ để mình cho nó ăn, cho nó đúng định kỳ, để cho nó cây nó đủ đủ dưỡng chất để nó khỏe cả. Thì đấy là vấn đề khi mà trồng những cây vào chậu thì các bác cứ lựa. Khi nó ổn định rễ cái là mình cho phân tan chậm
các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em, thì hẹn gặp lại các bác vào những cái video khác. Thì các bác cứ xem và nghiên cứu những loại này ở đâu bán thì mình mua sưu tầm cho nó đúng cây. Nhà có rồi thôi không sưu tầm nữa, mà chưa có thì nên sưu tầm một cây này, bởi vì nó là cây rất là đẹp. Cảm ơn các bác, em chào các bác. Cái kênh của em thì vẫn là cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì các bác thấy có thông tin hữu ích thì các bác đăng ký. Cảm ơn các bác đã đồng hành cùng em trong thời gian vừa qua. Chào các bác.